Xin chào các bạn. Video này mình sẽ gửi đến các bạn toàn bộ màn bay biểu diễn của đoàn trực thăng Không quân Nhân dân Việt Nam trong buổi lễ kỷ niệm 75 chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Đây là lúc sáng sớm tinh mơ ở sân bay Điện Biên. Mình đã có mặt ở sân bay vào lúc 5 giờ sáng. Tuy nhiên, các chiến sĩ của Không quân Nhân dân Việt Nam thì đã có mặt ở đây từ rất lâu rồi để thực hiện các công tác chuẩn bị cho màn bay biểu diễn quan trọng này. Và đối với người dân Điện Biên cũng như người dân cả nước đã đến đây để tham dự buổi lễ kỷ niệm, thì đêm ngày 6 dạng ngày 7 tháng 5 năm 2024 quả là một đêm không ngủ. Trên đường đến sân bay, mình đã gặp rất nhiều người dân đi bộ hướng về khu vực trung tâm tìm các vị trí đẹp để chờ đón màn diễu binh chào mừng 75 chiến thắng Điện Biên Phủ. Mình cũng đã gửi đến các bạn một video nhanh về màn bay biểu diễn của đoàn trực thăng Không quân Nhân dân Việt Nam vào ngày 7 tháng 5. Tuy nhiên, vì thời gian có hạn nên mới chỉ trích được một số đoạn với chất lượng HD. Cho đến hôm nay thì mình mới có thời gian để tổng hợp lại và gửi đến các bạn toàn bộ màn bay biểu diễn với chất lượng 4K. Đây là lúc khoảng 6 giờ sáng ở sân bay Điện Biên. Chiếc trực thăng đầu tiên đã khởi động động cơ. Có lẽ đây chính là chiếc máy bay sẽ thực hiện bay trinh sát khí tượng trên bầu trời thành phố Điện Biên. Một hoạt động không thể thiếu trước các màn bay biểu diễn. Có thể thấy thêm một chiếc máy bay nữa cũng đang khởi động động cơ. Bộ cánh quạt chính của nó đang xoay. Đoàn trực thăng của Không quân Nhân dân Việt Nam đang xếp hàng ngang trên đường băng cũ của sân bay Điện Biên. Phía đằng xa là đài kiểm soát không lưu mới được xây dựng ở sân bay Điện Biên. Chiếc trực thăng đứng ở đầu hàng đang tiến về phía trước và sau đó là xoay hướng. Có lẽ là nó sẽ lấy hướng thẳng với hướng của đường băng. Đây là một chiếc Mi-8. Đến lúc này thì khắp thành phố Điện Biên đã vang lên các bài hát chào mừng qua hệ thống loa phóng thanh, có thể nghe thấy ở khắp mọi nơi. Rất nhiều chiếc trực thăng cũng đã được khởi động động cơ. Chiếc Mi-8 đứng đầu hàng đã bắt đầu nhấc lên khỏi đường băng. Đây có lẽ chính là chuyến bay trinh sát khí tượng. Đã bắt đầu tiến về phía trước. Nó sẽ bay ngang qua vị trí cho mình đang đứng.
nay thì thời tiết ở thành phố Điện Biên chưa được tốt lắm. Trời có vẻ nhiều mây mù, có khả năng sẽ có mưa. Nếu có mưa thì sẽ là một trở ngại lớn. Rất nhiều các màn bay biểu diễn trên thế giới đã bị hủy bỏ vì lý do thời tiết. Trong lúc chiếc Mi-8 đang thực hiện bay trinh sát khí tượng thì các chiếc trực thăng còn lại trên sân bắt đầu dàn đội hình trên mặt đường băng. Có lẽ các chiếc trực thăng này sẽ dàn đội hình theo hàng dọc, dọc theo chiều dài của đường băng. Vẻ như đoàn trực thăng sẽ được xếp thành hai hàng dọc. Và đây là chiếc Mi-8 đầu tiên đang trở lại sân sau bài bay trinh sát khí tượng. Trực thăng đang trở lại vị trí đầu hàng và bay treo để hạ cánh. Gần như không có một động tác thừa nào, chiếc Mi-8 đã hạ cánh xuống đúng vị trí trên mặt đường băng. Theo như lời của anh em lái xe là chỉ cần một đỏ là vào đúng vị trí xe. Điều này cũng cho thấy trình độ điêu luyện của các phi công trực thăng Không quân Nhân dân Việt Nam. Sau khi hạ cánh thì chiếc Mi-8 đã được kiểm tra kỹ thuật ngay tại sân để sẵn sàng cho bài bay biểu diễn chính. Thời tiết đã không ủng hộ khi trời đột nhiên đổ một cơn mưa lớn. Nếu như buổi sáng hôm trước mà mình lên Điện Biên thì trời mưa từ sáng đến gần trưa mới tạnh. Nếu mà như vậy thì rất có thể màn bay biểu diễn đã được chuẩn bị công phu từ hơn một tháng trước sẽ không diễn ra được.
Mặc dù trời vẫn đang mưa lớn, nhưng công tác chuẩn bị cho bài bay biểu diễn vẫn đang tiếp tục diễn ra. Và với điều kiện ngoài trời không hề có chỗ trú như thế này, thì các chiến sĩ không quân nhân dân Việt Nam sẽ phải đội mưa để chuẩn bị cho bài bay biểu diễn. Chiếc trực thăng đứng đầu hàng đang chuẩn bị được kết nối với nguồn điện từ xe cấp điện bên ngoài. Có lẽ trực thăng sắp khởi động động cơ. Pháo bắn đấy. Bộ cánh quạt của chiếc trực thăng đứng đầu đã bắt đầu chuyển động. Các chiếc trực thăng đứng phía sau cũng đã bắt đầu khởi động động cơ. Từ cánh quạt trực thăng đang làm lay động bãi cỏ và cả nước trên mặt đường băng, tạo ra một khung cảnh mờ ảo. Đây có lẽ là sự kiện đầu tiên mà chúng ta được chứng kiến một số lượng trực thăng đông đảo như thế này của không quân nhân dân Việt Nam. Và trong sự kiện triển lãm quốc phòng quốc tế năm 2022 thì số lượng trực thăng ít hơn và trực thăng cũng không được sơn đồng màu như thế này.
tận đây chúng ta cũng có thể nghe thấy tiếng động rền vang của loạt pháo lễ 105 đi. Các chiếc trực thăng đang nối tiếp nhau khởi động động cơ. Đây là một khung cảnh hoành tráng và hiếm thấy. 11 chiếc trực thăng của Không quân Nhân dân Việt Nam xếp thành hai hàng trên đường băng đã khởi động xong động cơ. Tiếng động cánh quạt của chúng rầm rộ như cả một đoàn tàu hỏa. Tiếc là mình không thể truyền tải hết đến các bạn thông qua micro của máy quay. Và thời tiết như chiều lòng người, càng đến gần giờ bay biểu diễn thì cơn mưa càng ngớt dần và bây giờ thì đã tạnh hẳn. Có lẽ cơn mưa đó cũng giúp chúng ta cảm nhận một phần lịch sử của trận đánh Điện Biên. 56 ngày đêm quét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt. Thời tiết đã thuận lợi. Có lẽ là đoàn trực thăng của Không quân Nhân dân Việt Nam chỉ chờ đến giờ và có lệnh là cất cánh. Rất đông người dân vẫn kiên nhẫn chờ đợi ở đây qua cơn mưa để chiêm ngưỡng màn bay biểu diễn có 102 sau 70 năm này. Bây giờ thì đã đến giờ bay biểu diễn. Chúng ta cùng chứng kiến các chiếc trực thăng của Không quân Nhân dân Việt Nam đang đồng loạt cất cánh lên khỏi mặt đường băng. Đằng sau đoàn trực thăng là phong cảnh núi non hùng vĩ ở Điện Biên. Một phong cảnh thật hoành tráng và đẹp mắt phải không các bạn? Các chiếc trực thăng đang từ từ dàn đội hình theo hàng ngang. Và bây giờ thì đội hình trực thăng đang đồng loạt bay tiến về phía trước. Đó từ cánh quạt trực thăng đã làm chiếc ô cụp xuống, che mất cả tầm nhìn của mình trong thoáng chốc. Và đây là tốt trực thăng đi cuối cùng, bao gồm 4 chiếc.
Đây là đoàn trực thăng gồm 11 chiếc đang bay trên bầu trời thành phố Điện Biên. Dưới mỗi chiếc trực thăng đều treo một lá cờ đỏ thắm. Đoàn trực thăng đang bay trên nền bài nhạc giải phóng Điện Biên, vang vọng khắp thành phố. Đây là 4 chiếc trực thăng thuộc top đi đầu. Đoàn trực thăng đang bay bên trên dãy hoa phượng đỏ rực, bên bờ con sông Nậm Rốm. Dải mây trắng đang phủ trên các đỉnh núi cao, trông phong cảnh rất huyền ảo và đẹp mắt. Có vẻ đoàn trực thăng đang hạ dần độ cao để bay qua khu vực lễ đài là sân vận động tỉnh Điện Biên. Độ cao bây giờ có lẽ chỉ khoảng 150 mét. Đây chính là di tích cây cầu sắt Mường Thanh lịch sử.
mà bộ đội ta đã tràn qua vào chiều ngày 7 tháng 5 năm 1954 để vào phân khu trung tâm và hầm tướng Đờ Cát sau khi đã đè bẹp các ổ kháng cự trên đường tiến quân. Bây giờ thì đoàn trực thăng 11 chiếc đang bay ngay bên trên đường Nguyễn Hữu Thọ mà mình đang đứng. Đoàn trực thăng sẽ tiếp tục bay qua lễ đài một lần nữa. Và tiếp tục bay vòng phía trên đường Nguyễn Hữu Thọ.
Ở vòng thứ ba này thì đoàn trực thăng sẽ không qua khu vực lễ đài mà sẽ bay ngay bên trên dòng sông Lâm Gốm lịch sử. Thì đoàn chiến thắng đang tái hiện lại cảnh bộ đội tiến qua cầu Mường Thanh để về phân khu trung tâm, chính là sân bay Mường Thanh. Đoàn chiến thắng sẽ trở về hạ cánh ở sân bay Mường Thanh. Tuy nhiên video đến đây cũng đã dài, mình sẽ để lại cảnh hạ cánh của 11 chiếc trực thăng của Không quân Nhân dân Việt Nam sang một video khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.